Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian dài theo dõi, ngày 10 tháng 8, lực lượng chức năng ập vào căn nhà ở xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn thì bắt quả tang nhiều công nhân đang sản xuất bao cao su giả các thương hiệu nổi tiếng. Theo đó, tất cả quy trình sản xuất bao cao su tại cơ sở này đều được công nhân làm thủ công. Các nguyên liệu để sản xuất bao cao su và chất bôi trơn đều không có nguồn gốc rõ ràng. Thậm chí, cơ sở này còn dùng keo dán xăm lớp ô tô để hoàn thành các sản phẩm. Mỗi ngày, cơ sở này sản xuất từ 2.000 tới 3.000 chiếc bao cao su. Sau đó sẽ được tuồn ra thị trường để tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.